Wow. Đấy. Các cháu thấy nồi lẩu của bà đây có ngầu không? Hơi to luôn đấy. À. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, nhà bà hôm nay có chị con của bác với lại con của dì với con của cậu nhá. Vào chơi rất chi là đông các cháu ạ. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một nồi lẩu gà lá rang siêu to khổng lồ, to nhất Bắc Giang luôn các cháu ạ. Để bà chiêu đãi các cháu đến chơi cùng con bác với lại con cậu ruột với lại con dì ruột nhà bà nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của nồi lẩu gà lá rang hôm nay này. Bà mua 4 cân lá rang luôn đấy, và 6 con gà đấy, 6 con gà rất chi là khổng lồ nhiều. Ngoài ra các cháu ơi, bà còn chuẩn bị xương để bà đun nước dùng này, xương lợn này, mấy lại xúc xích này, mấy cá viên chiên này, mấy thịt bò nhá, đấy thịt bò đấy, và thịt lợn, và đây là ngô này các cháu này đấy. Và các cháu ơi, còn đây là các loại rau khác bà cho thêm nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu đây là cái lồi này, cái lồi khổng lồ đấy, hơi tua của bà đấy. Thì các cháu thấy clip của bà hôm nay có ngầu không? Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Thì bà làm xong rồi bà lại mời tất cả các cháu cũng tới đây ăn với bà nhá. Thì bây giờ bà sẽ đi ngắt lá rang với băm gà nhá. Thôi đi. Các cháu ơi, đấy thì bây giờ bà đi chất bếp để linh nước dùng nhá. Sau bà đi ngắt rau. Bây giờ bà bắt đầu chất bếp. Bà linh nước dùng để cho ăn lẩu, lồi lẩu nó ngọt các cháu ạ. Ấy. Nào. Chất bếp. Các cháu ơi, đấy, thế là bếp của bà đã cháy nhá. Thì bây giờ bà đặt chiếc xoong khổng lồ lên nhá, các cháu nhá. Nào. Nào, bà đặt chiếc xoong khổng lồ. Ôi. Rồi. Các cháu ơi, đấy, thì bây giờ bà đi lấy nước đổ vào đây nhá. Các cháu ạ, đây lồi khổng lồ của bà hơi tốn nước đấy. Đấy. Các cháu ơi, đấy, đúng 4 lần đổ nước thì cái lồi của bà nó mới đầy nhá. Thì bây giờ bà sẽ đổ xương heo vào để bà linh nước dùng. Là đấy. Rồi. Đây, bà đi lấy vung. Bà đi lấy vung đợi. Các cháu ơi, đấy, thì bây giờ bà đậy vung vào nhá. Sau bà đi ngắt rau. Rồi, bà đi ngắt rau. Các cháu ơi, đấy, thế là bà mới lại hai em con nhà bà dì ruột nhá. Đây là em gái bà này các cháu ạ, em gái ruột này, còn đây là con nhà dì ruột đây. Rất chi là xinh gái. Rồi khép thôi lại. Đấy, bà ngắt rau nhá, bà làm rau đây, bà nhặt lá rang này các cháu này. Rau này là rau. Chính chị làm này chị biết được nhiều cái rau nọ, những cái này em chịu chết. Lá rang. Cho ăn em chẳng biết ăn. Các cháu ạ, đấy, cái rau này bà mua ở vùng xa nhá. Mua vùng xa thì các bác ấy chuyển về cho, như ở quê nhà bà không có cái lá này. Rau này nó ở trên núi ạ. Nó ở trên núi nào. Đây là lá rang. Suốt không nhựa. Các cháu ạ, bà chỉ tuốt lấy cái lá thôi. Đấy. Ngày xưa nó gọi gần như cái lá dâm uống nước nhỉ. Các cháu ạ, cái lá này sau cho vào lẩu gà ăn nó chua, nó rui rủi. Nó gần như là cái rau sam ngày xưa. Đúng rồi, rau nó gần gần rui rủi rủi, ăn mát lắm. Cái ăn này mà ăn mấy rêu cua hay. Đúng rồi. Em tâm hồn ăn uống đi. Các cháu ơi, đấy, thế là bà đã làm xong rau rồi thì bây giờ bà đi rửa gà nhá. Đi rửa gà, xong bà băm vào cho vào nồi lẩu nhá. Các cháu ạ, hôm nay bà vui lắm các cháu ạ. Rồi, nào bây giờ bà rửa gà. Đấy.
Vâng, bà cho luôn muối đây, bà đánh, bà rửa gà cho bà băm, bà cho bà lồi lẩu nhá. À, bà lấu xong rồi tí bà lại mời tất cả các cháu tới đây ăn đi, mấy bà cháu chị em nhà bà nhá. Rồi. Chuẩn bị cho bác mà. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã rửa gà xong rồi nhá. Thì bà nhờ anh trai con bác ruột băm giúp bà nhá. Thì anh Điện băm hộ em nhá. Rồi. Chào các bạn nhá. Rổ gà này là tôi băm hộ đứa em thôi. Đúng rồi. À, các cháu ơi, đấy, thế là lồi nước dùng của bà đây các bà các cháu. Quả đây, mà mở đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ bà cho gia vị vào nhá, bà cho bột ngọt vào này. Đây bà cho bột canh, đấy. Rồi. Rồi bà cho bột canh. Và đây bà cho ít hạt lêm vào cho ngọt nhá. Đấy. Thế rồi mưa thế trời. Các cháu ạ, đấy tiết trời rồi, mưa mất rồi. Đây, bây giờ bà bỏ ít sa tế vào. Đấy. Bà bỏ sa tế vào. Cái trời này lại mưa rồi. Rồi. Thì bây giờ bà bỏ ngô vào các cháu nhá. Bà bỏ ngô để ngô cho chín trước ấy. Ui. Rồi. Các cháu ơi, bây giờ bà bỏ thịt gà vào này. Ui, bà gạt thịt gà vào này. Sợ. Ui. Rồi bà gạt một nửa thôi. Sau bà ăn lại bà lại cho tiếp. Rồi. Ờ các cháu ơi. Đấy bà khoáng nhá các cháu xem này. Ui lồi khổng lồ luôn. Đấy. Đấy. Rất chìa ngon, rất chìa hấp dẫn các cháu ạ. À. Rồi. Thì bây giờ bà đậy vung vào nhá các cháu nhá. Bà đậy vung vào cho nó sôi cho thịt gà chín ấy. Sau bà lại bỏ thịt trâu vào tiếp. Thịt bò vào tiếp rồi. Các cháu ơi, thì bây giờ bà lại bỏ tiếp xúc xích và cá viên chiên vào nhá. Nào, đấy. Wow. Nào. 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 Các cháu ơi, đấy, bây giờ bà bỏ cá viên chiên vào nữa này. Đấy bà cho một lửa này. Đấy. Đây. Rồi. Nào con đợi cho bà. À các cháu ơi. Đấy thì bây giờ bà bỏ tiếp tiết trâu vào nhá. Rồi, đổ cá vào. Rồi. Ờ đây bà lại bỏ tiếp xúc xích này các cháu này. Wow, đấy. Các cháu thấy nồi lẩu của bà này có ngầu không? Hơi to luôn đấy. Nào. Các cháu ơi, đấy bà bỏ tiếp lửa thịt bò vào nữa nhá. Đấy. Rồi. Rồi. Gà bà chưa con cho rồi bà chưa rồi. Các cháu ơi, bà cho tiếp tí lòng heo vào nhá. Đấy, lẩu thì cả gà lá rang nhưng mà bà cũng cả thịt gà bà cũng cho thêm ít thịt lợn, lòng lợn rồi lại thịt bò nhá để ăn cho nó ngon nhá các cháu nhá. Đấy. Bà cho lòng lợn đấy. Đấy. Các cháu ơi, đấy bà khoáng lên cho các cháu xem này. Quả đây, các cháu nhìn thấy chưa? Đúng quá bà. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Rất chi là hấp dẫn. Ui, quả. Rồi. À, bây giờ bà đậy vung vào đã nha các cháu nhá. Bây giờ bà đậy vung vào. Cho nó rang rồi. Không, con này cho đậy vung vào đã. Bây giờ bà đậy vung vào. Đấy, bà đậy vung vào để cho nó thịt gà nó cho xúc xích nó chín lên nhá. Rồi. Các cháu ơi, đấy, thế là bây giờ thịt gà của bà nó sôi chắc là chín rồi các cháu ạ. Chín rồi đấy, bây giờ bà mở vung ra nhá. Đấy. Cái nồi nó to quá các cháu ạ. Nó to quá đấy. Các cháu ơi, đấy, thì bây giờ bà bỏ lá rang vào nhá. Thì các cháu ơi, thực ra là lẩu gà lá rang ấy thì chỉ là ăn độc thịt gà mới lá rang thôi, nhưng mà mấy chị em nhà bà mới lại cùng các bá các cậu là lại thích ăn sở trường, lại thích cho cả thịt bò vào này, thích cho cả lòng lợn vào này nhá.
thì các cháu thông cảm nhá. Đấy thì bà lại thích ăn thêm đấy. Rồi rau ấy, đáng nhẽ ra là độc lá rang thôi, nhưng mà bà lại cho thêm cả rau cải vào thì chị em cô bác nhà bà cũng thích ăn cả rau cải với lại rau muống rồi nhá. Đấy cho nên là hôm nay bà lại nấu gà lá rang, bà lại cho thập cẩm như thế nhá. Các cháu thông cảm đâu. Bây giờ bà đổ lá rang vào này các cháu này. Đấy, wow. Đấy bà đổ lá rang vào đấy. Nào bây giờ bà khoắng lên này. Rồi. Rồi. Còn ít đó bà bỏ lốt vào. Đấy. Nào bà bỏ lấm vào một nửa này, một nửa lấm này. Đấy, wow, đấy. Khổng lồ đấy các cháu ạ. Hôm nay bà nấu lời khổng lồ đấy các cháu ạ. Thì các cháu ơi, hôm nay bà vui lắm, bà được các cậu, các bá lại các dì ruột nhà bà về chơi lại cùng các anh chị em cô bác, con cậu con dì nhá. Thế là bà vui lắm đấy, bà làm lồi lẩu gà lá rang siêu to khổng lồ bà chiêu đãi nhá các cháu nhá. Đấy bà Tân Vlog tổ chức cái buổi hôm nay đấy. Thế trên cơ sở đấy thì cũng thông cảm chỗ dì Hoa, thông cảm nhá, thông cảm lại để một cái dịp tiếp theo đấy là ta lại thực hiện nó tốt hơn. Thế bây giờ bà thế cái thứ hai nữa ở đây thì thực ra là nhìn các cụ là vẫn còn khỏe, là con cháu còn được, và tất cả anh em là anh chị em nhà mình nói tóm lại là vẫn cứ mạnh khỏe, thế là phấn khởi. Các cụ còn muốn hai vòng ơi, hôm nay bà lấu rồi lấu, tiết trời nó cứ lúc thì mưa lúc thì lắng, vất vả quá các cháu ạ, lúc thì trời lúc thì lắng lúc thì mưa chính là mua được 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 mua được. Các cô thì các bác hôm nay là nhà ông là mời các cháu nhá. Đấy các cháu ạ, các cháu ơi. Bác ơi, ngồi đi xuống để cho hai ông. Này, chống cái này cái bánh nhát này. Sao ta xong anh em vào. Đây.
có quả ký đây em bỏ lên rồi nhưng mà cũng là cái này thầy làm năm nay rồi đấy chứ không phải là cái lớp rồi năm năm cái bà nào chơi được các bạn là cái gì đeo nó cầm lại rồi cũng quên nhận nhau thôi em không cái này phải lấy xương thật đẹp dao nhưng mà kéo dốc được ăn chưa dốc rồi cái này 2 năm rồi có lên hai đây không phải hỏi ông ấy nói gì nữa đến tận đâu thế này quay rồi quay nhanh lắm rồi đấy ngắn rồi cậu ấy ngon lắm các bà ngài không uống cũng hết rồi đấy nghe chưa bắt đầu rồi con đi hả? Con ở trong ấy. Ngồi ra. Nhìn đây. Nghe ngoan đi. Thôi để cháu ra đón đón chứ. Đứng ngồi anh nhá, con ra đón sáng đây. Ơi, nhà văn hóa. Đứng ở trong nhà văn hóa đường mà ghé vào đấy. Nhà văn hóa nhà văn hóa. Anh đánh đá đấy là bảo thật. Cô ra 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 ngoài này thổi cứ chồng chồng vào đây. Ngồi ra đây. Mấy con ngoan này mà ngồi đây đâu. Đây là lẩu gà lá rang lẩu lôi lẩu lá rang với lại gì thịt gà siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog anh nè. Ôi trời ngon quá. Ngồi chả phát biểu thì cứ ngồi ăn thịt tình. Ngon lắm các bạn ơi. Hương bảo gì đi. Bà Tân Vlog hôm nay lẩu lôi lẩu gà lá lẩu chua cay khổng lồ. Anh bảo em mời tất cả giờ? Các anh chị đó em là Giang con gái con rể của cụ Tăng kia vẫn nhớ cháu 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 rể à, cháu gái cháu rể con cháu con gái con rể Tăng Tăng mà ông quả mời các bạn ơi, các bạn ơi ngon lắm. Mời các bạn nhá. Các bạn nhá, mời cháu nhá. Mời cháu nhá. Ủa, mất công hay mà cái chết thôi hôm nay mày quay nhiều rồi. Mời các bạn. Mời rồi. Chào các bạn. Chào các cháu nhá. Mời các cháu ăn với bà nhá. Các cháu ơi, đấy. Hôm nay bà thấy rất chi là vui các cháu ạ. Nhà bà hôm nay coi là có các cậu ruột này, lại u của bà này, lại các dì ruột này, các bá này, lại các chị của con nhà bá này, lại các em con nhà cậu này, lại các em con nhà dì này, mà lại có cả thầy của bà này các cháu ạ. Cháu ơi, thế là bà không ra được à? Các cháu ạ, cái món này các cháu ơi, đấy cái món này nha, lá rang này ngon lắm các cháu ạ, mát mà ăn nó có vị rất sủi nhá. Đây đây, ngồi 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 đây